À, cho các bạn đây là LG 29WQ600 cái màn hình có cái tỷ lệ khung hình siêu rộng 219 và độ phân giải là 2560 x 1080 giá của nó chỉ hơn 6 triệu ở trên site của LG và mình nghĩ rằng là anh em có thể mua nó được cái giá hơn 5 triệu về sau này khi mà những cái cửa hàng họ bán ra hiện tại anh em sợ thì cũng thấy là một số cửa hàng bán gì hơn 5 triệu thôi và mình cảm thấy rằng là đó là một cái mức giá rất là hấp dẫn để anh em muốn có một cái màn hình giúp cho anh em làm việc nó hiệu quả hơn à, mình giới thiệu nó bởi vì mình xài khoảng bốn bữa nay thì mình thấy nó giúp cho mình làm việc hai cửa sổ cùng một lúc rất thoải mái ví dụ anh em thấy rằng là mình có một cái cửa sổ browser mình làm việc ở trên tinh tế hay là trên Facebook ở đây đó và bên cạnh thì mình có một cái cửa sổ chat telegram và anh em thấy rằng là mình vẫn còn rất nhiều không gian để cho những cái ứng dụng mới mở của mình nó hiển thị ở đây theo có tính năng test management của macOS và bên này mình có dock cũng như là những cái biểu tượng ha và cái màn hình của mình á, nó vẫn còn rất nhiều không gian thì đó là công việc của mình ha. và dĩ nhiên khi mình làm những cái việc khác nữa thì nó cũng rất thoải mái và với cái kích thước là 29 inch và siêu rộng thì mình cảm thấy rằng là mình đứng cách nó 80 phân hay 90 phân hay 70 phân thì mình đều làm việc rất thoải mái ở nhà mình đang xài một cái màn hình 32 inch thì mình ngồi cách 90 phân mình thấy cũng rất tuyệt vời tuy nhiên nó không phải là màn hình siêu rộng á Chỉ đó là cái phần dưới này nè cái mắt mình không quét tới được đó là mình vẫn phải nhìn xuống ha đôi khi mình phải kéo cái cửa sổ làm việc đó, nó nằm xích lên trên này bởi vì mắt mình không nhìn thấy hết được muốn nhìn phải liếc đó thì mình cảm thấy rằng là 29 inch và cái tỷ lệ là 21 chính là rất vừa thì mình thấy là đây là một cái màn hình hợp lý hợp lý vì kích thước của nó và đặc biệt hợp lý vì cái giá giá chỉ có khoảng hơn 5 triệu thôi à, những cái điểm về kỹ thuật mà mình nghĩ là nó sẽ mang lại trải nghiệm tốt cho anh em thứ nhất đó là profile màu thì mình luôn luôn nói với anh em mà mình rất thích cái màu sắc từ cái màn hình của LG bởi vì nó được căn trị với cái màu rất là tự nhiên rất là dễ chịu và không bị lệch quá không bị sai quá và với cái màn hình này thì mình thấy là nó là tấm nền ABS và nó phủ được à, cái màu là sRGB 99% thì mình thấy rằng là nó rất ổn à. ha có trải nghiệm của mình nó rất ổn Nếu mà so với lại những cái màu sắc nó hiển thị ở trên iPhone nên là trên iPad Hay là trên cái MacBook Pro của mình thì mình thấy là màu nó rất là tương đồng và Mình có dùng cái thiết bị mình căn chỉnh lại chút xíu thì mình thấy là nó cũng không thay đổi nhiều Thì như vậy là mình thấy nó ổn về màu sắc Rồi, tiếp theo là nó có một cái tốc độ làm tươi là 100Hz Thì cái đó cũng cho mình cái cảm giác mình thích ra à. Thích thứ nhất là mình rê con chuột thì cái vị trí chuột nó di chuyển đó, rất là mượt so với tay của mình mình cảm nhận được là nó đều ha mình di chuyển tới đâu di chuyển tới đó khi mình cuộn nội dung như vậy á thì cái nội dung nó cũng scroll rất là tốt tiếp nữa là nó có cái cổng usb c hiện tại thì anh em có thể nối cái tín hiệu từ cái máy tính của anh em lên trên cái màn hình màn usb c ha bởi vì mình nói đến yếu tố đó bởi vì một số những cái màn giá rẻ nó không có cái tính năng đó ha, dĩ nhiên nó vẫn có cổng hdmi hay là có cổng Uh, display board. Tuy nhiên ví dụ như anh em đang xài MacBook Air hoặc là anh em xài những cái máy tính của Dell á, nó chỉ có cái cổng USB-C không thì anh em có thể dùng cái đó nối ra màn hình này mà anh em không cần phải dùng hấp. Ha, bởi vì cái cổng C nó có thể nhận được tín hiệu nó sẽ là thành display board. Ha, hình dáng thì là C nhưng mà nó display board. Cái cổng C đó nó cũng có một nguồn điện ra không lớn nhưng mà có thể hỗ trợ được cái điện thoại của anh em. Do đó là anh em có thể nối smartphone ra cũng được thông qua cổng. À, thì em nối smartphone qua màn hình này rồi sau đó cái smartphone đó em vẫn kết nối vào trong bàn phím với lại con chuột để em điều khiển. Ví dụ như là Samsung nó có Samsung tách thì em nối vào đây em có thể xài được. À, có một điểm duy nhất là mình không hài lòng thì đó là cái độ phân giải của nó. Cái màn hình này chỉ có độ phân giải là hai năm sáu mươi không thôi và cái mật độ đề mạnh của nó không có cao, ha, bởi vì cái chiều rộng của nó tới 29 mươi chín inch Do đó là À, khi mình đứng nhìn ở khoảng cách này ví dụ như là 80 phần này thì mình có ừ. thể thấy được cái sự rõ của nó giống như những màn hình ngày xưa à, nhưng mà dĩ nhiên ha, à, chúng ta sẽ chấp nhận bởi vì đó là một cái màn hình giá hơn 5 triệu thôi thì lần đầu tiên khi mình cắm vào mình xài thì thấy rất là rõ tuy nhiên mình xài vài ngày thì mình cảm thấy rằng là nó cái sự khó chịu nó không còn quá mức nhưng mà mình nghĩ là trong khoảng giá tiền đó thì mình chấp nhận được dĩ nhiên nếu mà nó có một cái độ phân giải cao hơn nữa ví dụ như là chiều này tới 5k hay 4k 6k thì tuyệt vời rất là nhiều nhưng mà cái đó là một cái khái niệm khác ha cho một cái màn hình giá rẻ thì mới là được Rồi, như vậy anh em cần một cái màn hình để mở rộng không gian làm việc cho cái laptop của anh em mà đơn giản nhất và giá dễ dàng tiếp cận nhất thì mình nghĩ đây là lựa chọn mà anh em cần quan tâm. Rồi, xin cảm ơn.